Xin được kính chào các anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại đăng bán cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe vừa mới nhập về. Mặc dù là nhập mộc thôi, tuy nhiên thì cái mẫu xe này các bạn có thể nhìn thấy nó rất là đẹp. Xe này được đánh giá vàng siêu phẩm bởi vì là dòng xe Toyota Vios, nhưng sản xuất năm 2010 mà chỉ đi đúng 5,7 vạn. Tức là tính ra thì các bạn có nhìn thấy 10 năm qua thì mỗi năm chủ xe chỉ đi có khoảng tầm 4.000 km, một tháng chủ xe chỉ đi có khoảng tầm 360 km mà thôi, tức là tương đương một ngày chưa đi đến 10 km các bạn nhé. Đấy, 5,7 vạn zin đẹp đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, xe rất đẹp này. Chúng ta sẽ đi một vòng nhé. Xe thì hiện tại đang có tại Việt Nhật Ô tô 89 Trần Thái Tông. Và nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng ấy, thì hãy vui lòng ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho các anh chị em và các bạn một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 10 triệu vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn khi đến trực tiếp mua xe và ký hợp đồng mua bán. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em nào tìm kiếm những cái mẫu xe mà đặc biệt là những cái dòng xe cái tầm tiền hơn 3 triệu rất là hiếm có. Đây là dòng xe Toyota Vios các bạn nhá. Sedan nhưng đẹp hiếm thấy các bạn ạ. Quá mới. Xe này thì chúng tôi nhập mộc về và cũng chưa kịp sơn chi dọn rửa gì cả, nhưng mà nó vẫn đã đẹp như này rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Đây các bạn nhìn này. Ghế da này. Kéo chỉ các bạn nhé. Các bạn hãy quan sát cái ghế da này các bạn nhé. Gần như là xe này chỉ có một người đi thôi, ghế phụ cũng chưa đi đến này các bạn nhìn này. Đấy, ghế phụ cũng chưa đi đến nhá. Quá mới các bạn này. Nó rất là căng và rất là mới. Ghế da lắp từ 2010 giờ mà rất là căng, rất là mới các bạn nhá. Bên mặt cái xe. Đấy, đầu DVD camera lùi chưa được trang bị. Tuy nhiên thì cái đầu CD này, hệ thống điều hòa này các bạn nhìn này. Đây là các bạn nhìn này. Cái cần số này chưa có dấu hiệu mòn thế nào cả các bạn nhá. Cần số chưa dấu hiệu mòn này. Đây. Cần số còn mới sáng choang này, hộp đây, hệ thống điều hòa chưa có tí mòn nào cả các bạn nhé. Rồi. Anh chị em thân mến, đây, hệ thống điều hòa chưa có dấu hiệu mòn tí nào các bạn nhé. Sàn xe này cực kỳ sạch, xe quá giữ gìn các bạn ạ. Đây. Vô lăng này, bình thường nó sẽ bị mòn. Xe nhập hợp với đây nó chưa mòn thế nào nhé các bạn nhé. Đấy, quá đẹp luôn ạ. Cực kỳ đẹp các bạn nhé. 5,7 vạn xịn luôn các bạn nhìn này. 5,7 vạn xịn nhá. 5,7 vạn xịn này. Hiếm có, đẹp hiếm có các bạn nhé. Hiếm có tại thị trường Việt Nam hiện nay. Có thể duy nhất một xe này. Đấy. Lâu lắm rồi tôi mới mua được cái xe này. Vios mà nó đẹp như này. Hôm trước tôi có mua một cái xe Toyota Fortuner máy dầu. Một cầu số sàn. Một cầu số sàn các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đấy, rất mới, rất đẹp. Anh chị em thân mến, thì xe còn đăng kiểm đến tháng 6 2020. Và xe này đang chào bán là 355 triệu. Giá thì có thể thương lượng được. Nếu như anh chị em nào mà thực sự thiện chí và quan tâm đến dòng xe này, hãy gọi đến số điện thoại 0939066333. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị em nào đăng ký kênh thì chúng tôi sẽ dành tặng cho một cái phiếu trị giá
giảm giá từ 5 đến 10 triệu vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.